anh có chú chó nó đang có một cái hành động này anh, nó giống như quỳ 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 vậy anh. Dạ, Tài xin chào quý cô chú anh chị và các bạn quay trở lại với kênh của Tài 66 Vlog nha. Sáng hôm nay là ngày 9 tháng 6 năm 2024, giờ này cũng gần 1 giờ chiều rồi cả nhà. Em mến chúc quý cô chú anh chị và các bạn được nhiều sức khỏe, được nhiều may mắn và luôn luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống cũng như là trong công việc của mình ha. Em tiếp tục cập nhật và chia sẻ đến quý cô chú anh chị và các bạn mình thông tin và cũng như là nơi an nghỉ của thầy Minh Thiện, người đã đi theo Minh Sư, thầy Minh Tuệ một thời gian ngắn này cả nhà. Nhưng đây có lẽ là một khoảng thời gian mà đầy ý nghĩa, hạnh phúc và cũng như là vô cùng phước báo của thầy Minh Thiện đã trải qua, đúng không cô chú anh chị? Tang lễ đó thì của thầy Minh Thiện đó được tổ chức thì ở số 89 đường Nguyễn Trãi, phường Bến Thành, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay là ngày 9 thì di quan về nghĩa trang Hô Viên, tỉnh Bình Dương để an nghỉ, an táng nha cả nhà. Trên màn hình cô chú anh chị và các bạn đây là chính là những cô chú Phật tử đến đây thắp hương cho thầy Minh Thiện, một người đã gọi là biết được thầy Minh Tuệ tu theo hạnh Đầu Đà và ngưỡng mộ, đã đi theo thầy Minh Tuệ một thời gian. Thì thầy Minh Thiện cũng học tập và làm theo hạnh của thầy Minh Tuệ, nhưng không may vì do sức khỏe đã mất tại Huế và đưa về tổ chức tang lễ tại quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay thì an táng ở đây quý cô chú anh chị. Em cũng chia sẻ đến cả nhà mình luôn, ngôi mộ của thầy Minh Thiện đó thì nó nằm ở khu B1.6.2 nha. Đó là cái khu khu mộ mà nó cũng như là cái tên đó cả nhà, tên khu mộ, để cô chú anh chị mình có thể đến viếng dễ dàng hơn. Đây em thấy có một anh trai mặc cái áo cũng giống như thầy Minh Thiện cả nhà, Minh Tuệ đó, giống như cái màu áo y, cái màu áo y của chú anh chị, nằm trong nghĩa trang Hô Viên tỉnh Bình Dương nè cả nhà, nhìn thấy nè. Cái lối này á chính là hướng xa xa đó là Linh Hoa Tệ Đàn, còn đây là nhà kính nè cả nhà, hướng vào cái khu mộ gia tộc. Cả nhà nhìn thấy nè, có ông chú đây quỳ lại nè cả nhà, một cái khung cảnh phải nói là rớt nước mắt ha cả nhà ha. Những vị tu hành chân chính, chân tu chân chính của quý cô chú anh chị. Trên màn hình của chú anh chị mình thấy cái mộ cụ bà Nguyễn Thị Nhĩ ha cả nhà, kế bên mộ thầy Minh Thiện ha. Cả nhà, từ khi mà thầy Minh Tuệ bộ hành các thực thì cả nhà mình cũng biết rồi, có rất là nhiều Phật tử, bà con, cô bác yêu thương vì cái hạnh của thầy đi khất thực bộ hành khổ hạnh ha, một ngày chỉ ăn có một bữa thôi quý cô chú anh chị. Đây, cả nhà nhìn thấy nè, cô quỳ lại nè cả nhà, chú quỳ lại, cô quỳ lại, phải nói là một cái tình cảm rất là quý. Mọi người biết được, có xem video á, được á, mọi người thấy được nên mọi người tới đây á cả nhà. Đây nè, gần mộ của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, không xa đâu, rất là gần ha quý cô chú anh chị. Mấy cô đây thì có lẽ là cũng là yêu thương yêu mến thầy á, nên có thấy có cái chú đây nè, mặc áo màu giống của cái y của thầy. Chào cô. Mấy cô ở đâu hả cô ha? Gạch Giá, Kiên Giang hả? Cô có người thân gì ở trong đây không hay là mình tự Gạch Giá lên đây luôn? Trời ơi, sao mình biết đường mà mình vô đây vậy? Có hỏi thăm ai không? Nãy cái cậu mà xây hồ đó, dạ, cậu dẫn đường chứ đâu có hữu duyên đó, tự nhiên ở tự nhiên thấy đường đi ngoài đường đi vậy không? Là hỏi vậy là có lẽ là mấy cô là theo dõi bước chân của thầy Minh Tuệ và biết thầy Minh Thiện đúng không ạ? Cứ mình lên tới đây luôn. Mình đi lúc mấy giờ vậy nha? Trời ơi thương quá cả nhà. Gia đình đi hết gia đình. Đây nè, mấy cô, mấy chị đây từ Gạch Giá luôn, xa lắm đó nha. Hôm nay cũng có vài người từ Huế, Đà Nẵng bay ra đưa tiễn thầy một đoạn đường. Dạ đông rồi. Rất là đông. Người nhà thì chỉ ít người thôi, nhưng mà đa phần là giống như những người như cô vậy đó, không phải thân thích gì hết nhưng mà ngưỡng mộ, yêu mến vì cái hạnh của thầy. Vậy hả? Dạ. Gần đây này cô. Quá là tuyệt vời luôn. Cô lên thăm mộ Vũ Linh lần nào chưa cô?
có theo dõi rồi. Lần đầu tiên cô lên Sài Gòn có lên mình. Hồi nãy con nhìn thấy mấy cô mấy chú quỳ mà thấy xúc động quá, quỳ lại xúc động quá trời luôn. Gạch giá. Vậy chắc có lẽ là mình theo dõi thầy Minh Tuệ từ đầu luôn hả cô? Theo dõi ngày nào cũng theo dõi. Dạ. Thì tối qua đêm cuối cô có biết tin ngày hôm qua ra TV lên tiếng là thầy cũng an toàn sức khỏe để có thể là anh tu cô hoan cũng yên tâm được là tu hoan con còn thương. À, cả gia đình mình vô luôn đi ạ. À? Chụp hình luôn. Gia đình mình vô luôn đi ạ. À? Cho nó mấy khi mà ở xa mình lên đây. Gạch Giá Cà Mau xa lắm đó nha. Đó mình chụp chung đây con em chụp cho. Dạ. Chụp với thầy. Dạ. Dạ. Có ai chụp đưa máy đây em chụp giùm cho. Đưa máy đây em chụp cho. Đợi em xíu. Dạ rồi. Dạ. Dạ. Coi có hình lại coi đẹp không, coi hình lại đi. Không đẹp chụp lại. Có hình chưa ạ? Dạ. Dạ dạ. Dạ kênh Tài 66 Vlog ạ. Có thấy qua à? Dạ. Hôm trước thì em cũng có theo thầy Minh Tuệ gần tháng á. Dạ. Từ từ khi mà thầy coi như là ở Huế không thấy nữa đó thì tụi em về đây và cũng như có đến nhà thắp hương cho thầy Minh Tuệ và hồi sáng giờ thì cũng đưa thầy Minh Thiện chứ, thầy Minh Thiện lên đây. Mà hôm nay mới em định đi về ra đây cập nhật cho bà con biết về mộ phần của thầy Minh Thiện, gặp mấy chị mấy cô ở đây thì sự rất là quý, từ Gạch Giá Cà Mau lên đây luôn là không có việc gì hết mà bỏ thời gian mình lên đây để thắp hương vậy thôi, quá là quý luôn á, quá là tuyệt vời luôn. Giống gì đấy em thôi. Dạ. Dạ chú hả, chú cũng ở bên Mỹ hả? Dạ. Dạ. Hầu như là cái sự việc mà tu khổ hạnh của thầy Minh Tuệ, thầy Minh Thiện cùng với lại các sư, các thầy á là lan tỏa. Làm cho mọi người giác ngộ rất là nhiều điều. Đúng. Nó mọi người rất là quý. Dạ. Cả thế giới luôn. Cả thế giới luôn. Ngày nào cũng lướt lên coi. Dạ. Mến quý thầy về cái hạnh đầu đà của thầy. Cũng giống như đứa em. Dạ. Khi mà biết từ ngày á đi tâm nguyện muốn xuất gia từ lâu rồi. Vậy hả? Ừ. Dạ. Chưa có chưa có duyên ha, chưa có gặp nha. Dạ. Dạ. Rồi mấy cô mấy chú thì ra mộ thăm mộ của bác Năm Vũ Linh ha. Mặc áo dạ có thấy ạ. À. Này có thấy ạ. Trên mẹ ai cũng đang truyền áo của tôi nhiều lắm vậy. Cả túi sách này dép. Mấy cô mấy gì đây là mình chú ý cẩn thận mấy ông chồng lấy cái nồi cơm đấy nha. Ha đi theo thầy. Cái một cái vị nào đưa lên đó thầy bị bệnh nền đó. Không có đâu. Dạ. Không có bị nền, thầy rất khỏe. Dạ. Cái vị nào đưa tay. Dạ. Rồi. Rồi con cảm ơn mấy con mấy chú. Dạ. Thương quá cả nhà. Từ ở Gạch Giá nha, xa lắm á. Lên đây chắc cũng khoảng 500-600 cây hết nha. 250 coi cô. Nhưng mà lên tới trên này thì hình như là từ lên tới thành phố là 250 mà. Dạ. Từ thành phố lên đây hình như nãy nhiêu. Thêm cả mấy chục cây. 50 cây đó. Dạ. Tại vì nãy hình như ông tài xế nói là hình như 47 cây đó. Dạ, khoảng 300 cây ạ. Ừ. Dạ. Khoảng 300. Này. Tại từ Gạch Giá lên đây là 250. Dạ. Rồi con cảm ơn cô nha, chúc cô sức khỏe ạ. À. Dạ. Này cô chú anh chị ơi, một phần của thầy Minh Thiện cả nhà. Bây giờ chỉ còn lại một nấm mộ đất như thế này. Bát hương, nhang, cũng như trái cây, hoa chỗ này của chú anh chị. Tất cả mọi người đều yêu thương, yêu mến thầy.
Cuộc sống của chúng ta thì ai cũng vậy, cô chú anh chị, trải qua sinh lão bệnh tử mà, đúng không cả nhà? Ai cũng trải qua được cái giai đoạn này. Nhưng mà thầy Minh Thiện đã có vẻ là được Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn rồi cả nhà, tiếp dẫn từ lâu rồi, đúng không cô chú anh chị? Học theo cái hạnh của thầy Minh Tuệ, khổ hạnh. Đây, trên màn hình của chú anh chị thấy đây là một anh YouTuber sự kiện 7878 ha. Anh đang thắp hương, thắp nhiều nhiều đến khang cắm vòng vòng cho thầy trước khi mình về luôn. Cắm vòng vòng cho thầy ấm cúng luôn. Có lẽ thì đây chỉ là nén hương. Nén hương trong ngày hôm nay thì mấy anh em cũng sẽ về của chú anh chị. Để lại một không gian thanh tịnh, một không gian yên tĩnh cho thầy Minh Thiện ha. Trong cái lúc này thì thật sự mà nói là không biết nói gì luôn của chú anh chị. Chỉ biết nhìn ngôi mộ của thầy thôi. Anh Khang đang cắm xung quanh ha cả nhà, để cho thầy được ấm cúng hơn. Cô chú anh chị mình có lướt qua thấy được cái video này, chúng ta hãy cùng nhau comment và niệm hồng danh Đức Phật A Di Đà để nguyện cầu cho thầy Minh Thiện vãng sanh về cõi an lành, về cõi Phật hay quý cô chú anh chị. Đó, cô chú anh chị thấy không? Mọi người hay thường nói YouTube thế này thế kia, nhưng đây, anh Khang cũng là một YouTuber cả nhà. Chúng em cũng biết cái nào đúng, cái nào sai. Trước khi về thì cũng thắp hương cho thầy ha. Anh Khang có nguyện cầu gì cho thầy không anh Khang? Nguyện cầu gì cho thầy không? Thì ai cũng một lần phải về với Đức Phật thôi. Thì anh cũng ngày đầu tiên anh cũng đến thắp hương, ngày thứ hai anh cũng vẫn thắp hương, thì cũng có nhiều cô chú mà bình luận trên kênh anh á, nói là ở xa quá không có đến mà để thắp hương được. Thì tối hôm qua đêm cuối thì anh cũng có đến đó anh thắp hương, và cũng giống như là anh thúc hộ cho những cô chú anh chị nào mà đã ở xa cũng đến được. Thì hôm nay thì sáng anh cũng đã đưa đến đây một chặng đường từ Sài Gòn đến đây là cái ngày cuối đó, thì anh cũng lên đây. Thì lúc sáng thì đông quá thì anh cũng có quay cũng ít, chứ anh cũng có đốt nhang được. Còn bây giờ thì để anh quay lại thì lúc nào vắng người rồi, tại vì chỗ này là chỗ anh nghỉ, mình không ôm màu, cho nên là lúc mà trời vắng như vậy anh quay lại anh thắp hương. Thì anh cũng cầu nguyện cho sư được siêu sinh. Anh có một chú chó nó đang có một cái hành động này anh. Giống như quỳ vậy anh. Thấy một chú chó của chú anh chị, một chú chó có một hành động giống như quỳ trước mộ của thầy Minh Thiện. Cô chú anh chị. Đó đang em đang nói chuyện với anh Phúc Khang thì nè cả nhà thấy nè. Cả nhà. Nằm cái hướng góc rõ ràng luôn cô chú anh chị. Đây cả nhà thấy nè. Tại vì ở đây có người nha cả nhà, nên chú chó này không có dám lại gần, nhưng mà
tự nhiên chú chó có một cái hành động ngồi xuống nằm nhìn hướng về thầy Minh Thiện này cô chú anh chị ơi. Đó. Đó. Hai cái chân chắp lại kìa. Đó, cô chú anh chị. Đó. Đó, cô chú anh chị thấy không, rõ ràng không? À. Tại vì anh em mình đứng đây nên không chú chó không dám lại gần cô chú anh chị. Đó, cô chú anh chị thấy không? Một điều rất là lạ, một hiện tượng rất là lạ nha cả nhà. Wow, một hiện tượng phải nói là kỳ diệu luôn cô chú anh chị ơi, khá là lạ nha. Để em đứng đây em theo dõi coi chú chó này như thế nào. Có một chị gái đang đi tới kìa, không biết chú chó có đứng lên hay không. À, gặp người vẫn nằm luôn cô chú anh chị. Wow, cô chú anh chị ơi, có một cái gì đây nằm ở chỗ này nè cả nhà. Em dạ dạ đúng rồi cô. Dạ con chào cô. Ôi con đi đâu ai cũng biết con chân ta. Dạ con chào cô nha. Dạ. Dạ có một người thân đây hả cô? Lại dạ. Tay nữa kìa. Dạ vậy hả cô? Dạ. Con quay cái ngoài ha. Dạ. Đó thì tôi rất là lạ. Dạ. Dạ, mọi người thân mình đó hai cô ha. Dạ. Rồi con cảm ơn con chào cô nha, chúc cô sức khỏe ha. Dạ. Rồi cho chú chó không đi luôn anh. Kệ có cái cô đi ngang. Cô đi ngang luôn mà nó không đi luôn anh. Đây cả nhà ơi. Thì để anh em mình theo dõi coi chút xíu nó vắng người nó có lại đây không anh. Mình đi ra ngoài kia mình. Hay mình đi ra ngoài. Mình đi ra ngoài coi chú chó có chạy lại hay không nha. Chứ nhiều khi anh em mình đứng đây á cái nó không dám lại. Nó sợ, đúng rồi. Đến bên mộ luôn cả nhà. Rồi để anh em đi ra kia là theo dõi rồi cả nhà. Có gì chị chia sẻ lại ha. Tài sẽ đi ra bên kia đứng thử đây như thế nào cả nhà. Cả nhà